8 cái mặt bàn, mỗi một mặt bàn này. Trung bình mỗi một mặt bàn này phải bán được 100 triệu thì mới được. Trung bình mỗi một mặt bàn này phải bán được 100 triệu bởi vì cây nó nu này, rủi ro nữa. Cộng với tiền không phải cái nào cũng được 100 triệu, có cái to ở trong này được một cái, hai cái, ba cái trong này thì khả năng là được giá này, còn cái ngoài này thì nó bị bìa rồi, không được bao nhiêu. Nên là phải bán một cái mặt bàn đẹp ở đây phải bán rất là cao, cực cao thì mới có thể kéo được. Hello, xin chào bác nhá. Chào mừng bác đến với video của Sơn. Hôm nay thì xẻ tiếp một khúc nữa các bạn. À quên, xẻ một cây khác. Ui, đây đang xẻ cái khúc này 6 mét. Chú ạ. Đeo không chú? Hàng VIP. Hàng siêu VIP. Vân này đẹp kinh các bác. Bây giờ quay cho bác xem cái vân. Khúc này 6 mét. Quá sướng luôn các bác. Ui, vân này còn như ở ba chi nhỉ. Kinh không? Vân khủng, dã man luôn. Vân ngoài bìa cẩm hồng cỡ này thì thôi, sao mà ai đỡ được. Kinh hồn. Vân siêu kinh kìa. Đẹp thật. Đây mới đúng là cẩm hồng này bác. Hồng rực cái này. Vân nhỉ. Vân này đúng rồi. Dã man luôn. 460. Vành 460. Đẹp không? Cửa này thôi. Lần đầu tiên xẻ ra một khúc mà vân cỡ này luôn các bạn. Lần đầu tiên luôn. Vân cẩm hồng lần đầu tiên thấy dạng vân kiểu này, đẹp thật. Bên kia còn một cái khúc ba chi của bác kia xẻ. Tí nữa em sẽ quay cho bác xem và hướng dẫn cách nhận biết cũng như là xem cây ba chi nó như nào và chất gỗ của nó ra làm sao. Cây ba chi thì nó giá tiền nó gấp khoảng 4 đến 5 lần cây này bác nhá. Đấy, tí nữa em sẽ quay cho bác xem. Đây bác này. Đây là cây ba chi của chú kia chú xẻ. Đấy, ngoài bìa nó thì vân toàn là nu kiểu này không. Cây này dự đoán bên trong là có nu nhưng mà xẻ ra thì chưa biết thế nào. Ba chi này được một cái là đây là gỗ xịn, gõ xịn nhất nha bác nhé. Gõ bây giờ tầm gõ này là xịn nhất trong các loại gõ của Nam Phi rồi. Và rác cũng khá là mỏng, rác cũng cực cứng luôn. Rác ba chi này nó đặc. Cái cây ba chi này thì bác nhìn thấy là cái chất gỗ nó đóng ở đây nó rất là đặc ở bên trong này. Nó đặc này nên là nó khó có bị hỏng, ít khi bị bỏng hỏng lắm, cực hiếm khi bị hỏng luôn. Gỗ nó đóng liền, nó cứng ngắc này, nhìn cảm giác nó rất là cứng. Bác à, vân này dã man. Cảm giác mình sờ cái tay vào đây nó chắc cái tay và nó cứng, đóng nó cứng. Đấy bác nhá. Đấy. Vân cũng khá là dã man. Vân này, vân chun không? Vân chun nu mà. Kinh khủng luôn. Khúc này bác nếu mà nhìn thấy bên ngoài mà nó kiểu nổi rồi cục thế này là bên trong vân kiểu gì cũng đẹp. Vân mà có nu thì ngon, nhưng mà vân kiểu vân chun cũng vẫn đẹp. Vân kiểu chun này cũng đẹp rồi chú nhỉ. Nu mà, cái này là nu đúng không? Vẫn là nu. Đây là nu ở đấy bạn ạ. Đây là chưa làm gì đấy nhỉ. Này mà làm lên nữa thì thôi chứ. Đấy thì nu rồi. Một cục này chắc tầm 400 triệu rồi. Cứ tính 115 triệu một khối tính lại ngoài. 115 triệu một khối. Đấy là mình mua ấy. Cái này mua đã 115 triệu một khối các bác ơi. Mua vào 115 triệu. Thế thì mình xẻ ra một cái mặt bàn phải bán tầm 200-300 triệu nhỉ. Mà bên trong, ví dụ bên trong mà xẻ ra mà bên trong mà nó có cái nó rỗng hay là nó hỏng bên trong thì chắc toang luôn cây này. Một cây này nhỏ nhỏ thế này bằng cây cẩm hồng to đùng đấy bác ạ. Cây cẩm hồng to đùng không bằng cái cây này đâu. Nếu mà may mắn mà bên trong nó đẹp thì còn ngon lành. Đúng quá, nhìn cây này sướng thật. Sờ vào. Nu này thì mình phải bán cao. Cây này bao nhiêu khối nhỉ chú nhỉ? 3 khối mấy à? 3 khối mấy mà tính ra mua cây này là đã tới tận thì 100 triệu một khối thì 300 rồi, 400 rồi. Cái này xẻ xong bán ra là nó, nếu mà như này nó không bị sâu chia gì bên trong nữa mà
Đây mình xẻ ra mình bán cho tầm thành phẩm rồi cũng phải tầm 500-600. Nhưng mà vấn đề là mà team mình đã bỏ rất là nhiều rồi đúng không? Team mình đã bỏ rất là đây. Team ví dụ team ở đây nó đẹp thì không sao, nhưng mà team thì hầu hết là team thì mình không làm hàng lớn được. Hoặc nếu bác quá đẹp rồi, team loại này là như này, team này là quá bé quá đẹp. Team bé xíu này các bác này. Khả năng là nếu mà team đấy mà không thích team thì bóc ở đây tầm mấy phân thôi nhỉ? Bóc mấy phân làm chỉ. Cái loại này mà bóc đi là rất là phí. Nhưng loại đây là người ta phải xài ôm team này luôn này. Ôm team luôn à? Cái loại này mà bóc tim mẹ nó cũng chết ngay. Đây là đây sẽ đây tính là 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 mặt bàn rồi nhờ. Đến solo ấy, đến solo 600 triệu. Bây giờ ai mua cây này là 600 triệu luôn. Cây này đẹp đấy các bạn ạ, cây này tim cỡ này quá đẹp đấy. Cây này thì đắt tiền lắm. Nhưng mà xẻ theo chiều này để được cái vân này nó đẹp này. Vân này mới là vân đỉnh. Cây ba chi cỡ này. Cây này đẹp không? Thằng này 8 cái mặt bàn, mỗi một mặt bàn này. Trung bình mỗi một mặt bàn này phải bán được 100 triệu thì mới được. Trung bình mỗi một mặt bàn này phải bán được 100 triệu bởi vì cây nó nu này, rủi ro nữa. Cộng với tiền không phải cái nào cũng được 100 triệu, có cái to ở trong này, được một cái, hai cái, ba cái trong này thì khả năng là được giá này. Còn cái ngoài này thì nó bị bìa rồi, không được bao nhiêu. Nên là phải bán một cái mặt bàn đẹp ở đây, phải bán rất là cao, cực cao thì mới có thể kéo được. Các bác muốn chơi hàng mà hàng ba chi này thì có thể liên hệ với em đặt trước các bác nhé. Đây là bác hàng xóm bác ấy xẻ cây này thôi, nhưng mà nếu mà bác có nhu cầu thì em cũng sẽ xẻ cây như này. Một khúc như này thì mua tầm 400 triệu thì mình là mua được. Đấy, bác nào mà chơi đây là hàng này là hàng gõ, là gõ xịn nhá, gõ đỏ. Gõ đỏ ba chi, gõ này là gõ xịn đấy. Chất gỗ thì khỏi phải bàn. Cái này chỉ cần bác nào chỉ cần xẻ 6 7 phân thôi là dùng ngon rồi. Không cần phải xẻ dài 7 8 10 phân làm gì. Xẻ 6 phân là cũng đã đẹp rồi. Nó không có bị cong vênh. Hàng này hàng hộp thì nó thở. riêng mấy cái hàng mà gỗ mà nó không chất lượng ấy bác. Để ở thế này phát là nó nứt ra ngay, nhưng mà cây ba chi này để nguyên thế này để tháng trời không việc gì. Nó không bị nứt răm, không bị nứt mặt, không bị nứt dạ hay không bị gì hết. Đây là gỗ nó xịn như vậy. Đấy, cái hàng này thì bìa bọng rồi, rác riếc là lấy hết. Nhìn cái chất của nó đây cơ mà. Chất này nó nhìn như kiểu là chất gỗ. Chất nó nhìn như chất gỗ cẩm Việt thế này. Cứng ngắc. Nhìn cái chất, còn cái màu của nó thì màu gõ đỏ. Màu này màu nó đẹp. Màu này có khi không cần tẩy nữa các bác. Đây nó có cái ký hiệu gì đây ta? P235 Vân Chun. Cây này là tuyệt phẩm. Tuyệt phẩm đấy bác nhé. Cây này tuyệt phẩm. Vân đấy. Vân Chun đấy. Vân đấy. Bác thấy không? Vân Chun nu này là vân này nó vân hiếm. Bác nào mà chơi được một cái mặt bàn như này được đẳng cấp luôn. Một mặt bàn như này thì cái mặt bàn này dày bao nhiêu thì dày 10 phân à. Quá đẹp. Nếu mà mình tính ra khối thì khó tính, không tính được hết được. Tim đây nhỏ. Gần như không có tim. Đó, gần như không có tim các bác này. Tim nhỏ xíu này. Quay vòng nữa cho bác chiêm ngưỡng xong cái khúc gỗ này, khúc gỗ ba chi ấy. Bác nào mà thích đặt hàng ấy, ở đây nó cũng có cái nu đây bác này. Hình như đây là cũng có cái cục nu đây, cục nu gì đấy, cũng cục nu ba chi sao? Không phải. Đây không phải nu ba chi. Đây là gỗ nu khác. Các bác xem một vòng nữa xong rồi để em kết thúc cái video này. Hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.
đẹp thế này. Cục này đẹp nhé. Cục này là siêu phẩm. Xẻ ra toàn bộ đây là toàn bộ siêu phẩm hết. Đẹp hết. Cạnh này cũng để nguyên hết. Gỗ này nó ra có tốt nên không cần phải bỏ. Đấy, ok các bác nhé. Gỗ này là hiện tại đang là 120 triệu một khối cho dòng nu này. Đây dòng nu các bác nhé, đây gỗ nu là gỗ hiếm nên nó là giá cao. Đấy, ai quan tâm đến dòng gỗ này thì có thể inbox. Nhưng mà nếu mà các bác đặt hàng ấy, thì phải đặt trước, chứ còn Sơn thì Sơn không có tiền ôm cây này. Tức là mình không có làm ôm cây này, bởi vì cái cây này ôm thì ít người mua, thì hàng của mình nó không đi chạy, không chạy hàng, nó không thu hồi được vốn, nên là không có mua. Còn nếu mà các bác nào thích chơi hàng đẹp cỡ này thì đặt trước thì Sơn sẽ có. Nhưng mà mua thì nếu mà có hàng sẵn có để mà mình xem thì không có. Nhưng mà cây đẹp như này mình xẻ ra kiểu gì cũng đẹp. Đấy, nên các bác đặt trước kiểu gì cũng có hàng đẹp. Cứ chọn khúc đẹp như này thì là nó sẽ đẹp thôi. Nhưng có điều khúc này nó đắt tiền. Và hàng này dành cho đại gia, siêu đại gia, siêu phẩm. Và đây là nu. Ok, thì Sơn xin phép kết thúc cái video này. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin chào.